là một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse Diễm Phúc, xin cũng hãy tỏ ra Ngài là Cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm, và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Đạo Việt Nam là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, và ca tụng Chúa muôn trùng cao ca. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững vàng tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để tham ta tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, tiếp đem lòng bác ái mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiên với các ngài. Ca ngợi ta ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Bác ơi, bác đặt lên sau giùm cháu hai ghế.
chào hai cha, cha Mi Quang, Quang Hồng và cha Mộng Huỳnh đến đây dâng thánh lễ cầu cho cộng đoàn của chúng ta nhân dịp thứ sáu đầu tháng và cũng là bổn mạng của sứ đoàn Thánh Tâm. Con xin cảm ơn cha rất nhiều. Hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây: Đa Minh Lại Văn Thái, Philippe Nguyễn Văn Thà, Carlo Nguyễn Ngọc Liên, Giuse Nguyễn Đăng Quang, và cầu cho thầy Phêrô Nguyễn Văn Diệu sẽ nhận chức linh mục ngày 3 tháng 7 2024 sắp tới. Một thánh lễ tạ ơn Chúa và mẹ Maria ban cho gia đình được mạnh khỏe và bình an. Chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho những người đau bệnh trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt bác Thanh, chị Hạnh, bác Tiến Gái và anh Hiệp và những người chúng ta không biết tên. Và hôm nay nhân dịp thứ sáu đầu tháng và cũng là ngày bổn mạng của sứ đoàn Thánh Tâm, chúng ta cũng cầu nguyện cho sứ đoàn Thánh Tâm, cho các huynh trưởng, cho tất cả các em thiếu nhi trong sứ đoàn của chúng ta luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và vui vẻ trong tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt trong trái tim yêu thương của anh cả Giêsu mà các em gọi đó là bổn mạng của các em. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Thánh Tâm của Chúa Giêsu là nền tảng của mọi sự sáng tạo của Thiên Chúa và cũng là nền tảng của ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trái tim của Ngài đã rộng ban và rộng mở chào dâng tất cả tình yêu và mọi sự yêu thương đó dành cho nhân loại, cho mọi vật trên thế gian này. Ngài qua trái tim đó, Ngài đã ôm ấp chúng ta, cứu độ chúng ta, yêu thương chúng ta. Với tâm tình đó chúng ta bước vào thánh lễ. Chúng ta xin Thiên Chúa qua tình yêu của Ngài, bằng chính trái tim yêu thương của Ngài, luôn luôn tha thứ và ôm ấp chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống để chúng ta cảm thấy bình an trong đời. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chối lại cho chúng con biết tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Lạy Chúa, khi chúng con cử hành lễ thánh tâm Đức Kitô con một Chúa yêu dấu, Cha đã ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện. Vì yêu thương chúng con, xin dạy chúng con biết tìm đến thánh tâm Người để hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. A reading from the prophet Hosea. Listen to the word of the Lord. When Israel was a child, I loved him, and I called my son out of Egypt. I myself taught Ephraim to walk. I took them in my arms. Yet they have not understood that I was the one looking after them. I led them with reins of kindness, with leading strings of love. I was like someone who lifts an infant close against his cheek. Stooping down to him, I gave him his food. How could I treat you like Admah, or deal with you like Zeboim? My heart recoils from it. My whole being trembles at the thought. I will not give rein to my fierce anger. I will not destroy Ephraim again. For I am God, not man. I am the Holy One in your midst, and have no wish to destroy. The word of the Lord. Thanks be to God. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được gửi kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây nhờ hội thánh mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo
quyết định người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Vì lý do đó, tôi quỳ trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha theo sự phong phú của người là đấng vinh hiển, ban cho anh em được cũng có mạnh mẽ nhờ thần khí của người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh anh em đủ sức thấu hiểu mọi khích trước dài rộng cao sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt qua sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy trần tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Các ngươi hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bề lễ là ngày chuẩn bị và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là một ngày trọng đại, những người Do Thái xin Phi-la-tô cho hạ các tử thi xuống sau khi đánh dập ống chân. Bây giờ những người lính đến đánh đập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cũng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy người đã chết nên không đánh dập ống chân của người. Nhưng một tên lính lấy gọn giáo đâm thủng cạnh sườn người và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời minh chứng của người đó chân thật. Và người đó biết rằng mình nói thật, để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng không một cái xương nào của người bị đánh dập. Vả lại, có lời Kinh Thánh khác rằng chúng sẽ nhìn vào đấng chúng đã đâm thâu qua. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa hai cha, kính thưa quý sơ, kính thưa quý bà và anh chị em. Trái tim là một tuyệt tác rất kỳ diệu, rất đẹp, rất cao siêu, đặt trong lồng ngực của một con người. Và công việc của nó hàng ngày chỉ có đập, đập để bơm máu, để lọc máu, làm cho máu tinh tuyền chạy lên não, chạy xuống tất cả các tế bào chi thể của con người để nó làm cho nó sống lại. Và đó là sự sống. Và hàng ngày trái tim bơm và lọc 20.000 lít máu. Chúng ta thử tưởng tượng coi, 20.000 lít máu với một cái cân nặng nó chỉ bằng nắm tay thôi, 200 gram hoặc 300 gram, rất nhỏ bé. Mà nếu mà chúng ta có cơ hội, chúng ta vặt ra, chúng ta nhìn thấy kết cấu bên trong của nó,
Đôi khi chúng ta nhìn với khuôn mắt của con mắt của chúng ta rất đơn giản. Nó chỉ có hai ống và những ống nhỏ chạy lên chạy xuống và không thấy một cái gì mà nó complicated trong đó. Không thấy một cái điều gì mà nó cảm thấy nó khó khăn và chúng ta không thể hiểu được. Chỉ có những xớ thịt, những tế bào, những dây thần kinh trong đó mà nó làm cho trái tim đập hoài, đập hoài. Và cái đó là thể lý. Nhưng là chúng ta xét về cái điều tâm linh cao siêu hơn cái sự sống, chúng ta mới cảm nghiệm được trái tim nó có cái cảm xúc, nó có cái xúc động, nó có cái feeling. Nhìn tất cả những khung cảnh xung quanh hay là những người cuộc sống khó khăn, cảm thấy đánh động, chúng ta cảm thấy hồi hộp, chúng ta cảm thấy chảy nước mắt. Đó là cái sự nhạy bén, đó là cái sự tinh vi mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, không phải chỉ vì nó hành động, hoạt động theo thể lý, nhưng mà hoạt động theo tâm linh cao vời đến mức độ nào. Và bây giờ chúng ta thử tưởng tượng coi, một ngày nó lọc 20.000 lít máu, một năm trời thì được bao nhiêu? 7.300.000 lít máu. Dữ dằn. Mà một người sống trung bình cho khoảng 70-80 năm, năm lọc gần tới 600 triệu lít máu của một cuộc đời. Và đó là cái trách nhiệm, nhiệm vụ của nó. Và cái trách nhiệm, nhiệm vụ của nó là phải làm để cho một con người sống. Và cái trách nhiệm và nhiệm vụ của nó cao siêu hơn nữa là làm cho họ nó biết yêu thương nhau, biết tha thứ, biết chấp nhận nhau qua trái tim yêu thương của mình. Và cái điều đó đã làm cho chúng ta cảm nghiệm được một trái tim trong lồng ngực chúng ta nó thổn thức yêu thương một cách mãnh liệt như thế nào đối với những người mà chúng ta cảm thấy yêu thương. Và chúng ta cảm thấy thù ghét hay hận thù người nào, nó cũng cảm thấy mãnh liệt như thế nào. Nhưng trái tim của Thiên Chúa lại khác. Chúng ta thể suy nghĩ trái tim của Đấng tạo hóa như thế nào. Ngay từ tạo thiên lập địa, chỉ vì trái tim đó, chỉ vì cái tình yêu đó mà Thiên Chúa mới tạo dựng con người. Nếu không có trái tim đó, Thiên Chúa không tạo dựng con người. Nếu không có thần khí đó, Chúa Thánh Thần đó, Thiên Chúa không tạo dựng con người. Và Ngài cũng đập, Ngài cũng đập một trái tim yêu thương hàng ngày, liên lụy từng giây phút dành cho con người, dành cho vũ trụ. Và Ngài cũng lọc máu tất cả những hành vi xấu xa tội lỗi của con người, Ngài chết đi và Ngài đổ ra, Ngài lọc máu từng chi tiết một của từng cá nhân, của từng sinh linh của con người trên thế gian này. Bao đau khổ, bao khó khăn, bao hận thù, bao thù ghét, bao yêu thương trong con người tội lỗi, Ngài cũng ôm ấp để Ngài lọc cho nó sạch. Và Ngài lọc cho nó sạch như vậy là bằng cái chết của Ngài trên thập giá. Và chính điều đó đã làm cho tình yêu của Thiên Chúa, cho nên Thánh Gioan mới nói Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là trái tim, là trung tâm vũ trụ của tình yêu tất cả mọi người trên thế gian này. Chúng ta thử suy nghĩ coi, nếu mà không có trái tim của Thiên Chúa thì làm sao chúng ta được cứu rỗi? Làm sao máu của Chúa Kitô chảy ra để tha tội lỗi cho chúng ta được? Làm sao chúng ta sống đời đời được? Làm sao chúng ta biết được Thiên Chúa Cha, tình yêu của Thiên Chúa Cha trên thiên đàng như thế nào? Làm sao chúng ta biết được Thiên Chúa tạo dựng con người như thế nào? Chúng ta không thể nào biết được. Chỉ qua trái tim của Chúa, chỉ qua tình yêu của Ngài chúng ta mới biết. Và đó là trái tim thánh tâm của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta mừng kính hôm nay. Hôm nay thánh lễ nó có nhiều mục, cho nên chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một trái tim
biết yêu thương. Tìm yêu thương, biết yêu thương như trái tim của Chúa Kitô. Để từ đó, chúng ta cũng biết yêu như Chúa, cũng biết hy sinh, cũng biết đập, cũng biết thổn thức, cũng biết khóc, cũng biết cảm xúc, tất cả những khung cảnh xung quanh đặc biệt cho tội lỗi của mình. Amen. Xin mời chúng ta đứng lên. Lạy Thiên Chúa toàn năng, qua sự yêu thương và qua trái tim nhân hậu của Chúa, Chúa đã đổ máu ra và chảy nước để chữa lành chúng con và tha thứ mọi tội lỗi chúng con. Đó là tình yêu của Chúa, đó là thần khí của Ngài luôn tuôn trào trên chúng con mỗi ngày. Và đặc biệt hôm nay, chúng con sẽ lãnh nhận biết tiết sức dầu, xin Ngài thương xoa dịu mọi nỗi đau tâm hồn và hướng dẫn chúng con sống biết yêu thương như Chúa, biết tha thứ như Chúa, biết hy sinh như Chúa, để từ đó chúng con yêu thương nhau. Trước giờ thánh này và giờ lòng nhân từ Chúa Giêsu, giờ Chúa Thánh Thần cứ chữa con, Chúa giờ soi con đoàn với tội lỗi và thương làm cho con thiên giảm. Nhà vệ sinh này, Chúa giờ mình sẽ đau. May God forgive you all your sins. Thank you.
Thank you.
Đây xin mời sơ Châu lên trưởng có chương trình thăng cấp. Kính thưa cha tuyên ý sứ đoàn, cha Đa Minh Nguyễn Kim Sơn và cha cựu tuyên ý Mikae Phạm Quang Hồng. Chiếu theo các điều khoản của nội quy liên quan đến việc đào luyện dự trưởng và huynh trưởng các cấp trong Tổng Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Úc Châu. Chiếu theo kết quả Sa Mạc Tông Đồ 4 ngày 17 tới ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại Westminster Perth. Chiếu theo kết quả Sa Mạc Dấn Thân 10 vào tháng 3 năm 2023 tại Westminster Perth. Chiếu theo kết quả Sa Mạc Nắng Hồng 16
từ ngày mùng 4 tới ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2024 tại Earn Holiday Perth. Nay quyết định trao khăn và thăng cấp huynh trưởng cấp 1 và huynh trưởng cấp 2 cho các trưởng có tên sau đây: Maria Nguyễn Đan Thùy Shania. Từ dự trưởng lên huynh, từ huynh trưởng cấp 1 lên huynh trưởng cấp 2, Martha Phan Jennifer. Xin mời cha ban huấn từ cho các em. Thánh lễ hơi dài và chúng ta đi vào chương trình tuyên hứa luôn nha. Master bit long. Okay, we're going to come direct to the promising. Okay. Xin mời các huynh trưởng được thăng cấp tiến lên một bước. Okay, step up. Tốt lắm. Nhưng các con cũng phải ý thức rằng người huynh trưởng của Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam hôm nay cần phải có một đời sống nội tâm cao độ kết hợp với Chúa Thánh thể trong mầu nhiệm nhập thể và phục sinh của người mới có thể chu toàn nghĩa vụ. Vì các con có hứa nỗ lực sẽ thánh hóa bản thân theo chiều hướng đó mỗi ngày một hơn không? Đằng khác, người huynh trưởng thiếu nhi hôm nay trong khi phục vụ cho Tổng Liên đoàn phải ý thức rằng mình không độc quyền trong việc tông đồ mà phải xây dựng nước Chúa với toàn thể giáo hội. Do đó, luôn phải vâng phục bề trên và hợp tác rộng rãi với mọi thành viên của giáo hội một cách quảng đại và hăng hái. Các con có hứa như vậy không? Cuối cùng, người huynh trưởng của Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam hôm nay trong sứ mệnh đặc biệt bên cạnh tuổi trẻ cần có nhiều khả năng phi thường và xứng hợp, cần hiểu rõ môi trường và hoàn cảnh của các em. Do đó, các con có phải cố gắng trao dồi thêm mãi khả năng của mình để có thể phục vụ hữu hiệu cho tuổi trẻ. Các con có hứa như vậy không? Tất cả chúng ta hãy tạ ơn Chúa và trong thời đại này có còn những tâm hồn quảng đại như vậy. Xin các con hãy quỳ xuống xuất sáng hát kinh huynh trưởng. Xin mời các huynh trưởng cùng hát kinh huynh trưởng với hai bạn. Lạy Chúa Giêsu huynh trưởng tối cao, xin dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người. Xin dạy con biết hy sinh không cần bao đáp, luôn sông pha không ngày bao táp, đẹp ý Cha trên trời trong tình thương yêu hết mọi người. Thay mặt cho Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam Úc Châu, cha chính thức công nhận các con vào sổ huynh trưởng cấp 1 và cấp 2 của Tổng Liên đoàn Úc Châu. Xin Chúa hãy nhận các thanh niên thiếu nữ này vào sổ các dự trưởng, vào sổ các huynh trưởng được gọi để phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Sau đây là lễ nghi gắn cấp hiệu và trao chứng chỉ. Xin mời cộng đoàn cùng hát lời nguyện truyền giáo. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, nhiệt thành để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt toàn mở nước Chúa trời. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán,
để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt ngoan. Chúng con xin cảm ơn quý cha và cộng đoàn. Thank you, huynh trưởng. Và giờ đây chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa và Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bày Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời từ bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trên thánh giá Chúa đã kêu lên: ta khát. Người khát tình yêu của nhân loại đáp lại tình yêu của người. Người mong mỏi chờ đợi mọi người đến với người. Trong tâm tình thờ lạy cảm tạ, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin sau đây. We pray for Francis our Pope, our bishops, and all our clergy, that they may serve God's people with joy and that they may receive care and support. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. May the symbol of the Sacred Heart, the compassionate love of Jesus, remind us of our need to have a thoughtful and humane personal warmth at the center of who we are, a sensitivity which shapes how we relate to ourselves and to God and to those around us, that we may foster a culture of compassion each day. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for Su Dong Tam Tam on the occasion of the feast day. May their faith be deepened and their hope be strengthened. May their love for others abound with energy and enthusiasm, that they might be inspired to lead the next generation of Christ. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lễ Thánh Tâm Chúa cũng là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục, các linh mục trong Thánh Tâm Chúa và thánh hóa các ngài, để nhờ đôi tay hiến tế hàng ngày, các ngài sẽ đem ơn Chúa đến cho nhân loại và đưa dẫn mọi người về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa,
cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta trở thành những sứ giả của niềm vui, đến với anh em xung quanh bằng một tình yêu thương, chân thành và không ngại dấn thân phục vụ, để làm sáng danh Chúa giữa môi trường sống của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ tình thương vô bờ bến của Chúa dành cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã xuống thế gian, đã chấp nhận bị đâm thâu vì chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình thương vô bờ của Chúa bằng tâm hồn thống hối và biết đổi mới đời mình mỗi ngày bằng việc yêu thương và trao ban như Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả của Thánh Tâm Đức Kitô, Con Chúa hằng ưu ái, xin vui lòng chấp nhận những lễ vật này như của lễ hy sinh đền tội chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì tình thương lạ lùng, khi chịu cha trên thập giá, Người đã tự hiến thân vì chúng con. Từ cạnh sườn bị đâm thủng, Người đã để máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của hội thánh. Nhờ đó khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của Đấng Cứu Thế, thì được luôn vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy ban tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Timothy Costello và Donald Struxton, Đức giám mục phụ tá của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là Đa Minh Lại Văn Thái, Jose Maria Lê Trung Trác, Giuse và Anne mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những vị đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lần trước cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Chúc bình an cho cha. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự và nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cảm ơn các đoàn Thánh Linh hát mấy bài thật hay, rất xúc động. Và đại diện cho cha Michael Phạm Quang Hồng và cha Mộng Huỳnh và quý cộng đoàn Ban Thường vụ, chúc mừng Sư đoàn Thánh Tâm kỷ niệm hơn 40 năm, 81 đến giờ là hơn gần 40 năm. Xin chúc mừng Sư đoàn Thánh Tâm. Chúng ta nhìn thấy các em huynh trưởng một con số hồng hậu. Nếu mà chúng ta nhìn vào các em bây giờ, chúng ta mới thấy là cộng đoàn chúng ta có những tâm hồn trẻ, vẫn còn đang yêu các em trẻ, các em thiếu nhi và dẫn dắt các em thiếu nhi trong phong trào thiếu nhi thánh thể, và đại diện cho tất cả mọi người, cha chúc mừng các em trong ngày lễ bồn mạng. Chúng ta chúc mừng. Cái điều quan trọng đây, tại sao mà sư đoàn Thánh Tâm khôn lắm, lấy Chúa Giêsu làm bổn mạng, cho nên phong trào thiếu nhi thánh thể bây giờ đang consider là tất cả những lễ bổn mạng hay gì không được lấy tên Chúa Giêsu, chỉ lấy các thánh thì ok, chứ không được lấy tên Chúa Giêsu. Cho nên mai mốt sư đoàn Thánh Tâm có thể thay đổi cái danh xưng là sư đoàn Thánh Tâm. Chúng ta không được lấy Chúa Giêsu làm bổn mạng, vì Chúa là Chúa rồi, không cần phải lễ bổn mạng Chúa rồi. Cho nên chúng tôi đang suy nghĩ về vấn đề đó. Bởi vậy đã đang discuss về những cái điều đó trong phong trào thiếu nhi thánh thể ở Úc Châu, và xin chúng ta cầu nguyện cho các em. Và sau đó các em sẽ có một buổi tiệc, và xin mời ai đã được mời chúng ta đến tham dự. Và bây giờ chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Và con xin mời hai cha cùng ban phép lành cho quý công đoàn. Lạy Chúa, xin cho biết tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng Đức Kitô con một Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con, người hằng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha. À cha, cảm ơn quý sơ cùng quý cộng đoàn. Chúc quý vị một đêm bình an. Cảm ơn cha. Hãy ban xuống cho thiên đàng này.